mong này đợi dòng để có mày bni vi bang mệt vả những buồn sang hàng lại khắp yến lại đa hạt lại yết lê loạn về lũ cái nạn buồn sang ta lại trong cồn núi à rồi cam thọ cái nạn ốc có trở lại kê cào lại phiền này giờ nó giờ nhân quyền với tôn giáo đang mượn lại nhân quyền nhưng phải nhân quyền lại chính nhân lại tập phụ quyền đó nó kẹng đấy nó hạ này không phải dần như lợi dụng ai tâm nhé cái tài nọ tạo bật hầu nữa tạo là bậc khiên tạo hụi cái nhiều nữa tôi lại như càng ngại cái nhân quyền vấn đề của tôn giáo này nó nói là mày cần dạ mày bật ít lăng lại video video đây mày đăng ra từ đó mày về mà tôi dòng từ cái mày này bình ý lệ cái mày nhiệt lệ mà đút xuyên tạc mày xuyên tạc bộc mẹ sự thật như lại do nó này mày phê bằng đáy truyền thông quốc tế về ta mỡ lăng phải nhận vi phạm phải dọn hết bạn nghe nghe dọn này nó có càng tay nhai tới cái này anh đi cái gì đi nhà dắp cái gì phần cả cái mà nhưng bạn cái gì thì mong mà hạ nhân quyền dọn như phê mà cái trình có thì nhân quyền thầm mở lại nhân quyền nó bố hết nạp là ta tầm này bọn sang ta về làng mà ta bỏ này là long cái doan sao yon là bị kẻ về làng thì bọn sang ta chỉ nghe bọn này nghe bọn này nhập đà là nhìn nhìn kẹng tí á thế này nó bình nó đa yêu en đa bình nó giờ nó trồn là trọa là nhập đà là bây giờ bọn trồn nữa hơi cả thảo cái bộ này tương nó lại bọn sang thảo như chọn vì kẹng vì đà vì cái này là thế này là nên ta lại nhưng mà bây giờ nên tiêm mạnh quay nó bằng ma tiêm mông tiêm mạnh quay bị lẹn nó nẹo tiêm trắc bẩn sang tiêm một lần trăng bọn bọn như bọn như hỏi bự tiêm mà tiêm nó bẩn sang mạnh quay chắc lần về lần non bọn sang bằng chế đấy bằng chế đấy lần nẹo bằng ma tiêm mông mạnh quay nãy có lẽ cái này nhớ nghe nè bằng nghe ác rằng nè bằng nghe cái ta cái thức tay như là ta bổ tay cho ta nè như là nghe cái ta bây giờ đừng bừa cái này kể cả cái ta thầm mỏi nhớ bừa cái này nghe thầm mỏi nhớ đính bọn sang ra đối tôi như là mỡ như bằng prạc như hồi như lấy là nghề như chưa chậm này có bọn sang có những người thầm mỏi nhớ thầm mỏi cái nghề là đẹp đó khó làm ta bây giờ nghe cái bọn sang chưa giờ nó nói mình vài bộ lại cái này để mà chú loại về có cái này cả cái đình công pa đấy nhiều hệ tư đặt cầm ra nhiều rất nhiều bờ đường bằng thành phố bằng thôn từ bằng buồn sàng nhiều phố nào buồn sàng nhiều phố nhiều em nứa lùi như vậy nhiều rất đặt cầm ra ta rất nhiều huy cả ta dựa nó nhiều càng bộc mẹo sự thật trọng tí bằng nó có rằng lệ là nhiều nhà ta thù bình nuôi và đặt thông tin này tôi anh lần chặt Việt Nam đi là phải lần tập người đi nó mày về ít lăng bịa cả bịa âm gạch trích lấy video hàng lại đi đại vua hàng lại đăng chi trích nhiều mình vào. Một báo cáo thường niên năm 2023 của Liên Hợp Quốc nói rằng Việt Nam đe dọa và trả thù những người liên lạc và hợp tác với Liên Hợp Quốc trong lĩnh vực nhân quyền, nhấn mạnh rằng không gian hoạt động. Nói nhớ, Việt Nam, như can trở đập thị bình lợi yếu tôi hằng yếu tôi bà đàn này nè. Mạ bọ vào Việt Nam để nhập ít tế đu rút ấy, thông tin, nhu mạng tâm nhớ. Nhà trả thù, lưu cách như ngạc, bởi tôi ngạc như mặt trả thù như thu điện thoại đàn này. Đại yêu nó sạc tay này, đã lùm tay nhớ nhớ nhạc cái nạp buồn sang ta. Nó ra này bởi lấy phụ Liên Hiệp Quốc. Từ đó là mình là tổ độ tụ bằng nghèo đấy là mình Liên Hiệp Quốc đấy. Nó mày phân tích bật lại chân về ý mày bảo phụ lấy dạo phụ nạ. Bởi đá rút thông tin lấy dần mạ lận la này, bị bẹt nạp buồn sang này. Thì nhu này mà phụ nạ Liên Hiệp Quốc. Sẽ từ ta này, hàng nạp buồn sang ta. Ta vui à. Mà thông tin mong ta nó khác tùy trúc vào đằng vật nghèo đấy. Pul mai lại chính hành em là các bạn phật các bạn buồn sáng như giàu Liên Quốc, Pul Liên Hiệp Quốc lại là người có chung liên được liên hiệp, có bột thì bột thông tin, phải thì à, bột thau phân biệt màu trắng, da đen, da đỏ bột thau, lấy da phật là phật đa cơ phật lấy đằng nghệ sát này, lấy nhím núi này, lấy tự chọn lấy đao này, lấy mạ lợn la này, lấy cự bình núi buồn sáng nghệ hém này, bình cục đại dần mạ cự này. Ăn cả mạng thông tin lần lại đặt đi nhiều mạng phạm Liên Quốc ấy. Giờ nó nói hạn này công sán hạn này nhớ lợi dụng mai như hi lý nó như lại càng trả thù biển nuôi liên lạc nước ngoài như lẽ nó tạo về nạo buôn sang thắm mượn lại video này cùng của các tổ chức xã hội dân sự đã bị thu hẹp do chính phủ kiểm soát chặt chẽ hơn. Báo cáo AHRC 5461 của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về các hành vi trả thù được công bố trong tuần này cho biết các tổ chức phi chính phủ bị ảnh hưởng nhiều nhất là những tổ chức hoạt động về nhân quyền, bình đẳng giới tính và phân biệt đối xử, thượng tôn pháp luật và quản trị. Việc áp dụng tùy tiện các quy định pháp luật mang tính hạn chế, trong đó có những quy định mơ hồ trong Bộ luật Hình sự liên quan đến tuyên truyền chống nhà nước và khuôn khổ pháp lý của các tổ chức phi chính phủ, đã tác động tiêu cực
nó nữa là luật là phi hành như là bộ luật sinh nhân sự như lại chừng liên quan như áp đặt là trong nhà nước như lại xăm rằng bút cực lệ rẻ này là nuôi nào buồn sang ta hết thời trọng của chúng ta là cái nòng là phi bằng đúc ta là bộ ta là mềm ta là như quậy như là trong người trên quyền như lại ờ. Ta là tham mò nên mẹ lật là bởi vậy mình bạc gì đó như gì mẹ vào phòng tuần ta mơ đớm đại đại lão thì mẹ lật là ta si hạ kèm tao ta lấy mẹ qua ta có xa thua đơn như mẹ phụ mẹ đàn mẹ gì ta nạp là tạm thì bọn sáng mặt này kia là thầm một tầm mẹ lần nhớ một xì lần là nhớ một hạ kem tàu nhớ như bố mẹ là sẽ lấy xa chồng nữa đằng con đi nó mà sáng nhiều để mẹ hay tìm cái nèm nhiều chăm biển nhiều nhiều nét trên bài này như phải đẹp như bố phải đi tao lại dùng mình để chụp cho mình biết bằng bọa tao lại nhiều ngạ này đấy tao lại như là như chúng ta thu tao lại thấy ngạ như chúng ta thu này bọa này ai thì như bố ai thì như chị lui mà lui á thì này mà thao qua đó mẹ qua không thương ta còn ăn mò mà từ môn phần sang ta ăn mò mà lấy ra thủ rồi ra ra lại như quậy sự tiếc hết của nhung bựa như lại này lấy mẹ lần là như lại lấy nó bao nhiêu như lại làm lại này lấy cứ cái đào như lại như mình cứ xem nhá như hỏi mẹ lần là ta cứ ta chăm biếng ta lấy làm chúc lần là ta đi thế này bây giờ là pi bằng ta bằng lần là mở một dân thuộc ta bảo vệ là bảo bảo mở là phụ pi lần là ta bằng chân ta bảo vệ tệ như thuộc tâm ta mom prater ke kel kata mom trai ngak mam tie prem ak anak bansang tmo yo mom mom ta mok kru bing yuan nyo sok kru bing dao ta bing mateng hai ni bing krach ni bing no sarup hai ni tum non yo mo trai nyo ngak anak bansang prai pa ta tem ni lek chin sta thu ni trai nyo mien trai nyo ta thu trai non sik tiah hai bnyu trai na yo yo no no ngak ukrana nyo sam lek sam lang sam chi pokap yo non dai yo at kai mo mung cho noi mung ti dai cho noi hai nè có lẽ vì bằng mệt hoa không tuân ta làm buồn vì đó đó là lẽ có bình tục mà sang cái độ sang nè lẽ nó kỳ run tại nghĩa bữa phải bàn nạp đi lẽ nó theo lẽ có ai thì và cha Israel mua tại phải nghĩa nè rồi ai thì tục không biết lẽ nó nuốt cha Ukraine như là nó người người như Thái ta là nặng cho ăn nặng cho ai thì mà rằng tự cho chẳng có ai thì mà grab rồi dập dạng này chẳng một lần nghĩa tại tâm tư tại tìm nhà rồi rằng một lần rằng sạc đi cái nhà orang orang mau baksi mau penukna welang nak pe plak bon sang ta rancang mau bang ta cang mau bang mun sam nyum nu taat nu mo ta pacang ta lai nyu le nyu le dok lan la ta nyu le ta thum nu dong e ben ta nyu le nyu poy bon plek tom tiar kana pe plak bon sang ta le na pi bang nak pe plak bon sang ta mo le ta dak ta po ta dam do toi tong dam mue ta lai nyu nyu da ta nyu plek ta 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 lai nan nyu chok pe ta ta le ta lai nyu plu plu dong mok nan ta ke banan banap nyu lai nan yu rai cara do do bram dong rồi á nhớ đọc về á là ta vẫn sáng thì không phải đang mình ngột nênh mua của mình ấy đâm lên mở đội bên này đây mình lại mở ạc mở nênh mình ngột hai bà tháo có phần chùa gọt lộ là mình mở cứ bố có mục bố lên tôi lại 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 ca bờ lẽ các tàu vượt dần nhập phù hà này đang lột lên tiếng hà này thông tin báo chí hà này nhiều báo thường niên hà này là báo an Liên Hợp Quốc tố cáo tới nhiều sọt lệ phiền lệ tướng Bình Cập Pool mạ pro cái nhà này ngập phiền này bố phi hà vô phía bên cất vào đây mệt vả cái này mại vào đây cái nhà này ok tập tự tập nguồn là mệt vả là mại là âm thanh cất vào nhà này cá thò lắm này giữa nó lại mày em đã hạt lại loại về đã buộc cật lại tôm cồn lại hàng đã buồn sang ta xem lặng nằm ở tai ú mong lại phải hình đùm đã là lao ta một truyền thông ú ta nẹo của ma ó ta lặng giang rồi ấy mong giang rồi cái năm nó lại giang rồi nhà chán đấy ó giang lại lơ được cái tang này lao đời nhà chán nhỉ cái năm nhà chán mong lại tôi chân thì một cọp lại phải hình này một hà rẻ lấy mau độ mày đã lâu mô cái răng đặt phi phẳng tôm cùm là đã bục nhập thông tin rồi đấy tôi đài RA và đài EBC và đặt đài Hoa Kỳ đài trên trời mới phi phẳng thông tin nguồn thông tin là cái nhầm cái đọc cộng sản Việt Nam rồi bục rồi đây này nên bài viết xem rằng lại ASEAN và bảo an Liên Quốc lên án Việt Việt Nam nhiều càng tra thủ càng mạ cứ có bình phổ đáo càng ngã sát bình tư tôi hàng lấy hẻm vất bình nuôi người dân bản địa rồi này nên bài viết rằng đến khả năng và sự sẵn lòng của các tổ chức xã hội dân sự trong việc hợp tác với Liên Hợp Quốc, báo cáo nói. Vì sợ bị trả thù,
Một số tổ chức phi chính phủ và các đối tác lâu năm của Liên Hợp Quốc đã hạn chế tham gia công khai vào các cơ chế nhân quyền, bao gồm cả việc đánh giá của các cơ quan công ước trong giai đoạn hiện tại và các hoạt động chuẩn bị hướng đến tiến trình rà soát định kỳ phổ quát UPR chu kỳ 4, dự kiến diễn ra vào tháng 4 và tháng 5 năm 2024. Báo cáo nêu các trường hợp của một số thành viên của các cộng đồng tôn giáo độc lập và các nhà hoạt động đã tham dự hoặc tiếp. Nó nếu ta bộ hợp cái nhóm của vị phạm phạm là nếu các đảng cộng sản thì nó kéo dài thời gian. Ngày 25, đã cho năm 2024, năm 2025 đi như vậy. Như thực hiện. Bây giờ phạm này nhiều lại kéo dài thời gian. Nó lại này đang thông mức như đồ không mà tôi đã bộ đạo mượn hẹp của nhiều đồng ta. Dù nó có nói như kéo dài thời gian, nó rè như phụ rát như phụ gì như phụ à. Dù nó dòng đấy, có lẽ là mời bà này vị phạm dòng đấy. Xem lăng mày loại về em bố lấy gặp lấy nếu mày đặt lo nè hàng lấy dần nhầm tình cả lấy tổng đang tổ cao thế nhiều sau lấy phèn đóng nước lấy tổng rim thun có nhiều báo cáo thường niên rằng đang một tụ ở cặp đoạn bao nhiêu ngạ nên mong nhịp mông trên nhiều phí cầm thư loại về cặp thêm một cặp nạ buồn sáng và trang mang lấy nạ buồn sáng có xem lăng bố dần nên dùng lo bây giờ pro này mong lâu thì không để nên mày hoặc bác bị dòng đây là bị cái xem lăng mong nhịp mông mày đúng luôn đừng vì ta bán đi ta bập lại.